Vascular Surgery and Vent Center, Stone Mountain Skin Health Center, The Azuma Group. Vẻ đẹp vĩnh hằng, đó là điều mơ ước của quý vị và cũng là thương hiệu của chúng tôi với những dòng sản phẩm mới, đặc chế dành cho làn da của người Á Đông. Forever Billmore luôn tìm kiếm và liên kết với các hãng mỹ phẩm danh tiếng để cho ra những dòng sản phẩm thích hợp cho từng loại da như kem yến, kem nhân sâm, kem linh chi đông trùng hạ thảo, kem trộn vàng, cùng các loại thực phẩm chức năng nuôi dưỡng làn da như nước uống collagen hay Miracle Capsule, cùng hàng trăm sản phẩm đã sẵn sàng để phục hồi tuổi thanh xuân của quý vị. Quý vị chị em phụ nữ muốn có một bộ áo đầm cưới, một bộ áo dạ hội hay một bộ áo dài sang trọng, quý phái và tinh tế, xin hãy tìm đến Thái Nguyễn Couture. Nhà thiết kế Thái Nguyễn đã thiết kế những trang phục lộng lẫy và đẹp mắt cho các tài tử Hollywood và các ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga, sẽ tận tay thiết kế những bộ trang phục có 102 cho quý vị với những mẫu mã hợp theo sở thích từng người, từng vóc dáng và từng cá tính, với toàn bộ chất liệu sang trọng và cao cấp. Thái Nguyễn Couture, tọa lạc bên góc đường Magnolia và Warner ở Huntington Beach, California. Số điện thoại 714-766-4370 hoặc vào website www.thainguyencollection.com để xem những mẫu mã và thông tin mới nhất của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Trong tập 2 tuần vừa qua, quý vị đã xem được những hình ảnh mà Thái Nguyễn đã đi tới những văn phòng của PPSOS trong những thành phố khác nhau. Và trong tuần này, tập 3, quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh mà Thái Nguyễn đi chọn lựa những cái địa điểm mà sẽ tổ chức ra cái event Glamorous Hearts và đi tuyển lựa người mẫu, 20 cô người mẫu cho mỗi thành phố, tổng cộng là 100 người mẫu cho 5 thành phố. Và cái địa điểm đầu tiên mà Thái Nguyễn sẽ đi là thành phố Orange County, khách sạn Hilton ở Costa Mesa. Lý do tại sao mà Thái Nguyễn làm ở Orange County là cái thành phố đầu tiên? Thứ nhất là tại vì đây là lần đầu tiên mà Thái Nguyễn và đài Việt Face làm ra cái chương trình Glamorous Heart để mà muốn có một cái gì cho nó mới lạ. Cho nên là để mà cho nó hoàn hảo và nó hoàn chỉnh thì mình phải làm ở Orange County trước, để có gì mình có xây sở cho nó gọn và cho nó tiện lợi hơn. Cho nên là thành phố Orange County là thành phố đầu tiên mà, và nơi đây là nơi mà quý vị khán giả ủng hộ rất là nhiều cho thương hiệu của Thái Nguyễn. Một cái điều mà phải nói là quan trọng nhất mà khi mình trình diễn thời trang đó, ngoài thiết kế thời trang, tóc, make up, âm thanh, ánh sáng, cái điều quan trọng nhất phải nói là model, quý vị, những người mẫu. Tại vì không có những người mẫu thì làm sao mà những cái bộ sưu tập này nó có thể thành hình mà nó thể được trình bày trước mặt cho quý vị. Cho nên là kỳ này thật sự ra rất là nhiều công sức và rất là tốn kém. Là mỗi thành phố Thái Nguyễn đi, Thái Nguyễn phải liên lạc với một cái agency của những cái cô người mẫu professional, hầu như là người Mỹ, người những cái sắc dân khác nhau, không có Việt Nam nhiều.
Tại vì cái tiêu chuẩn mà người mẫu mà Thái Nguyễn muốn á, là khi mà Thái Nguyễn liên lạc với những cái agency này là size 2 hoặc là size 4 là maximum. Và tại vì những cái cô này nó phải là 5'8 trở lên, mà 5'8 chưa mang giày nha quý vị. Khi mà 5'8 mà mấy cô này mang giày lên nữa thì có thể là thành 6'1. Có nhiều cô là 5'11 rồi mang giày lên nữa, rất là cao. Thì quý vị mới thấy được cái bộ trang phục trên những cái cô người mẫu cao này nó thước tha, nó dài, nó thước tha nó như thế nào. Thì Thái Nguyễn chỉ mong quý vị thấy đó là cái gì mà người ta mong muốn, người ta những cái điều kiện đó mà người ta phải có khi mà làm một cái người mẫu chuyên nghiệp cho thị trường thời trang trên quốc tế. Ở thành phố Orange County thì Thái Nguyễn sẽ tổ chức cái Glamour Heart tại khách sạn Hilton ở Costa Mesa và đã tuyển lựa 20 cô người mẫu từ Wilhelmina Agency, là một agency rất là nổi tiếng ở trên Beverly Hills. Và sau đây là bắt đầu một cái chuyến bay trong 4 ngày. Thái Nguyễn phải đi 4 thành phố khác nhau, bắt đầu là Washington DC, qua tới Atlanta, Georgia, tới Houston, Texas, và cuối cùng là San Francisco, San Jose, rồi trở về lại Orange County. Tại vì cái thời gian khác biệt từ ở bên Washington DC và California đó cách nhau 3 tiếng. Và từ Cali mà mình bay qua DC là khoảng 6-7 tiếng đồng hồ. Cho nên là để cho kịp với cuộc họp sáng ngày hôm nay, sáng thứ 3 thì là tối hôm qua, tối thứ 2, Thái Nguyễn và Canva Thiên Chương của Đại Việt Phi đã phải bay Red Eye Flight, là ngủ trên máy bay. Và khi tới khách sạn là chỉ được có 1 tiếng đồng hồ để ngủ thôi. Natalia, Bree, she's very good, but she's on the tall side, like very tall. Và bây giờ Thái Nguyễn đang ở tại agency Boone Agency của người điều hành là anh Kelvin, sẽ giúp Thái để mà cast 20 cô model cho thành phố Virginia DC cho cái đêm 21 tháng 11 là cái đêm cuối cùng của Glamour's Heart.
ngày ở bên Washington DC 24 tiếng để mà làm việc với lại khách sạn chị Trang Khanh ở bên PPSOS. Và hôm nay bây giờ là khoảng 12 giờ là Thái Nguyễn và cameraman của Đài Việt TV có mặt tại Atlanta, Georgia. Đây là một trong những cái thành phố mà cũng sẽ làm ra một cái đêm Glamour Heart. Dự định là Glamour Heart ở Atlanta là vào ngày 20 ngày 14 tháng 11. Và quý vị vừa thấy là Thái Nguyễn vừa đi mà vừa lái xe rồi tìm đường và nói chuyện cho quý vị biết là cái quá trình mà thực hiện cái chương trình này nó như thế nào. Và ở Atlanta thì mình sẽ làm ở Crown Plaza, cũng cách cái khu Việt Nam của mình khoảng 10 phút lái xe, cũng đây là một cái ballroom rất là sang trọng. Everything we need to do to make it a success. Yes. And then that's my promise to you. Thank you. Ở thành phố Atlanta, Thái Nguyễn sẽ tổ chức đêm diễn Glamour Heart tại khách sạn Crown Plaza Raviana, rất là gần với khu người Việt Nam của chúng ta ở thành phố Atlanta. Và đã mướn 20 con người mẫu chuyên nghiệp How long từ agency Click của người Mỹ. Thank you. Haley, and you're 5'10.5". Perfect. Please walk. Like 2-3 times. Trong cái quá trình mà khi tuyển lựa người mẫu thì mỗi thành phố Thái Nguyễn đi thì Thái Nguyễn đã xem rất là nhiều người mẫu, mỗi cái agency Thái tới là có thể khoảng 50-70 cô model. Mà để sau khi mình đã xem hết tất cả những cô model đó thì Thái Nguyễn phải cho từng cô một cái điểm từ 1 sao tới 5 sao. Và cô nào mà được 5 sao là dĩ nhiên là Thái sẽ tuyển lựa cho những cái show của mình. Và sau đó, sau khi tuyển lựa, khi gặp những cô người mẫu đó, Thái về để liên lạc lại với lại cái model agency đó, rồi quyết định là sẽ mướn 20 cô người mẫu nào cho cái đêm diễn của mình.